Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hà Tĩnh thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất năm thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Quảng Ngãi bay cấp cứu đưa ngư dân bị uốn ván về đất liền điều trị. Xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư từ cơ sở. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 11, thành phố Hà Nội ghi nhận tổng cộng 1.294 ca mắc mới, trong đó có 351 ca mắc trong cộng đồng. Riêng ngày 15 tháng 11 ghi nhận 239 ca với 47 ca cộng đồng, nhiều nhất từ trước tới nay. Theo CDC Hà Nội, thời gian qua, số ca mắc trên địa bàn thành phố gia tăng và liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người. Nhiều ca bệnh không rõ nguồn lây, không triệu chứng. Nguyên nhân là do sự đi lại, giao lưu của người dân sau khi được nới lỏng, sự chủ quan của một bộ phận người dân khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Cùng với đó, thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 ca dương tính là người trở về từ vùng dịch, trong đó gần 100 ca lây nhiễm thứ phát. Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ để triển khai chủ động quyết liệt, tương ứng với từng khu vực. Hà Nội sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ không giãn cách, phong tỏa diện rộng như trước đây, mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy. Liên quan tới công tác giáo dục đào tạo thì mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ nhất quán quan điểm không thể để các cháu học trực tuyến quá lâu, yêu cầu nghiên cứu thí điểm kết hợp học trực tuyến với học trực tuyến căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên từng khu vực và mức độ bao phủ vaccine. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh một số vấn đề cần giải quyết sớm để tạo điều kiện cho ngành giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Chính phủ nhất quán quan điểm không để các cháu học trực tuyến quá lâu, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương có phương án, giải pháp khắc phục việc này theo lộ trình từng bước thận trọng, chắc chắn nhưng phải hết sức khẩn trương, đảm bảo an toàn chống dịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thí điểm kết hợp học trực tiếp với học trực tuyến, căn cứ vào tình hình dịch bệnh từng khu vực và mức độ bao phủ vaccine. Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không để học sinh học trực tuyến quá lâu và nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em ở độ tuổi đến trường, Bộ Y tế đã triển khai tiêm vaccine vào đầu tháng 11 trên phạm vi toàn quốc. Theo khuyến cáo của ngành y, trẻ em khi tiêm vaccine sẽ làm giảm mạnh khả năng lây lan virus, đem lại lợi ích miễn dịch cộng đồng nói chung. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều phụ huynh còn lo lắng trước các tác dụng phụ mà vaccine có thể đem lại cho con em mình. Để triển khai hiệu quả và đảm bảo tiêm chủng an toàn, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến, hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho 63 tỉnh, thành phố. Hai loại vaccine COVID-19 được sử dụng là Pfizer và Moderna. Tuy nhiên, do vấn đề về nguồn cung vaccine, các tỉnh mới được cấp một loại vaccine là Pfizer. Cách thức sử dụng tương tự như người 18 tuổi trở lên, liều lượng 0,3ml mỗi liều. Lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần. Đã có 36 quốc gia sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Theo số liệu nghiên cứu của các quốc gia, đã tiêm cho trẻ thì tỷ lệ mắc các bệnh như viêm cơ tim hay tác dụng phụ ở trẻ sau tiêm là rất hiếm gặp. Vaccine sử dụng đúng là vaccine có thành phần mRNA của hai nhà sản xuất là Pfizer BioNTech hoặc là Moderna sản xuất vaccine này để cung ứng chúng ta tiêm chủng cho trẻ em và được sự cho phép của Bộ Y tế Việt Nam. Thì cái thành phần mRNA của virus hoàn toàn không có tương tác với ADN của người. Thế cho nên chúng ta không có nguy cơ gây ra rối loạn biến đổi gen. Và như vậy là cái ảnh hưởng về lâu dài như là ảnh hưởng đến bệnh ung thư hay là những cái rối loạn vô sinh vân vân mà các anh, các chị cũng như là các bậc phụ huynh đang lo lắng, thì cho đến hiện nay chúng tôi chưa tìm thấy cái mối liên quan. Đã có ít nhất 4 tỉnh thành tiến hành tiêm vaccine cho học sinh. Bên cạnh những lo ngại, nhiều bậc phụ huynh cũng muốn con em mình được tiêm ngừa trước sự lây lan phức tạp của dịch bệnh và cũng để cho các em được sớm đến trường khi việc học online là không thể kéo dài mãi. Thành phố Hà Nội dự kiến tiêm vaccine cho trẻ trong quý 4 năm nay và quý 1 năm 2022. Phân bổ theo thứ tự ưu tiên gồm quận huyện có F0 mới, có mật độ dân cư cao, có nhiều địa điểm thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ. Chủ trương tiêm vaccine cho trẻ sẽ chỉ được tiến hành ở các địa phương đủ điều kiện khi có sự đồng thuận cao từ cả phía phụ huynh và học sinh. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 15 tháng 11, hơn 15.000 học sinh các cấp ở Bỉm Sơn sẽ được trở lại trường học sau một tháng tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, thì thị xã Bỉm Sơn cho phép các hoạt động dạy học trực tiếp tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp nghề Bỉm Sơn. Tuy nhiên, các trường tiểu học vẫn chưa tổ chức bán trú cho đến khi có thông báo mới. Các trường mầm non có thể tổ chức bán trú nhưng không bắt buộc. Ngoài ra, các trường học chưa được tổ chức việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Theo thông tin từ ngành giáo dục thị xã Bỉm Sơn, tính đến thời điểm này đã có 61 học sinh và 4 giáo viên trên địa bàn mắc COVID-19. Hiện toàn bộ số học sinh và giáo viên này được điều trị khỏi, ra viện đảm bảo sức khỏe để quay lại trường học. Từ ngày 4 tháng 11 đến nay, Hà Tĩnh liên tục xuất hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, kéo theo hàng ngàn F1. Ứng phó an toàn với dịch bệnh COVID-19 là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Đến thời điểm này, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh là xã duy nhất ở Hà Tĩnh có tới hơn 50 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Có nhiều nguyên nhân khiến cho các F0 tăng nhanh, trong đó có nguyên nhân về sự chủ quan. Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, dịch COVID-19 cũng ở mức nguy cơ cao. Nhiều F1 phải cách ly tại nhà, tuy nhiên quá trình thực hiện còn rất nhiều điều đáng bàn. Chị Đinh Thị Hằng, thôn Hải Hà, được xác định là F1, buộc phải cách ly nghiêm ngặt tại nhà. Nhưng quá trình cách ly, chị Hằng vẫn trao đổi hàng hóa với hàng xóm ở cự ly rất gần. Vì hồi nãy đừng nói chuyện đó là cũng được Tết ấm mấy lần rồi, thế cũng yên tâm. Cũng yên tâm vì hàng ngày mình cũng phong nhiều, cũng sống ngày hai lần, sống nước đây, súc miệng nước muối đây cũng ấy. Nhưng mà cũng đeo khẩu trang mà cũng đừng cách. Ý thức của một bộ phận người dân chưa cao. Trước yêu cầu là trên cơ sở cấp độ dịch của từng địa phương, các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động giáo dục đều phải có sự thích ứng. Trước đây, khi xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng, thay vì tạm dừng việc học trên phạm vi toàn tỉnh, thì nay chỉ một số trường học có các trường hợp F0 phải nghỉ học. Còn cơ bản, học sinh được học theo các hình thức khác nhau. Dự biến tình hình dịch cũng sẽ còn diễn biến phức tạp. Ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng sẽ tiếp tục quán triệt và quản lý chặt chẽ, nhắc nhở để cho các nhà trường giữ vững những tiêu chí mà mình đã đạt được về giữ vùng xanh trong các trường học, phân luồng được học sinh theo lớp, cùng với cái việc 5K triển khai tốt, hạn chế tiếp xúc với những người ngoài gia đình và trong cái quá trình đến lớp thì các con không sinh hoạt tập thể. Những tháng cuối năm đang là thời gian cao điểm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong cả năm. Vì vậy, phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Hà Tĩnh chính là việc thích ứng an toàn với dịch COVID-19, trên cơ sở vừa phòng chống, vừa tiếp tục duy trì phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Những ngày qua, người trồng hoa cúc tại thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận vô cùng phấn khởi khi giá hoa cúc bán tại vườn tăng mạnh. Nhu cầu thị trường tăng cao nhưng nguồn cung thiếu hụt nên giá hoa cúc tại Đà Lạt liên tục tăng từ hơn một tháng nay. Tại thành phố Đà Lạt, người trồng hoa cúc đang khá phấn khởi khi giá loại hoa này đã tăng mạnh trong những ngày qua. Hiện giá cúc lưới đang được thương lái thu mua tại vườn là 40.000 đồng một bó 10 cành. Theo lý giải của nhiều người trồng hoa tại vùng chuyên trồng hoa cúc cho biết, giá hoa cúc tăng cao là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Hoa không bán được nên nhiều nhà vườn ngưng canh tác, trồng cầm chừng hoặc chuyển qua trồng rau, nguồn cung khan hiếm nên giá cúc được tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc chương trình khuyến mại tập trung 2021 diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 12. Sự kiện là chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm nay nhằm góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kết nối cung cầu hàng hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới. Chương trình khuyến mại tập trung lớn nhất năm 2021 lần đầu tiên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức. Tham gia vào chương trình, các doanh nghiệp có thể triển khai nhiều chương trình khuyến mãi đa dạng với khung khuyến mại lên đến 100%. Hiện có gần 1.700 chương trình đăng ký khuyến mại từ 30 đến 70% với 586 doanh nghiệp tham gia. Dự kiến số lượng chương trình sẽ tăng gấp 3 trong thời gian tới, qua đó kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, ngày 11 tháng 11 hàng năm là ngày lễ độc thân và cũng là ngày hội mua sắm lớn. Các nhãn hàng, sàn thương mại điện tử đồng loạt triển khai các chương trình đại sale, siêu sale. Tuy nhiên, sau đợt sale, nhiều khách hàng cũng gặp phải các tình huống éo le chỉ có trong những ngày sale khủng. Để tăng doanh số bán hàng, đặc biệt là trong đợt sale lớn của năm 11 tháng 11, nhiều shop và các app mua sắm đã đưa ra nhiều chương trình sale khủng, đại sale nhằm thu hút người mua. Nhưng sau đó đã xảy ra không ít các tình huống giảm giá ảo để kích cầu. Thậm chí có mặt hàng gần như không giảm so với các ngày sau đó.
Điển hình như trường hợp của chị Vân, khi chị mua hàng vào ngày 11 tháng 11 vừa rồi, sản phẩm này là 368.000 đồng. Đến hôm nay, giá sản phẩm quay lại ở mức cũ là 369.000 đồng. Ngoài ra, việc nhận hàng cũng là vấn đề nan giải. Có một số chương trình giảm giá, mình thấy thì có vẻ là rất hot, nhưng mà thực ra đến khi mà mình mua mình chỉ thấy giảm đôi khi chỉ là giảm 1.000 so với thực tế thôi. Tức là họ làm chương trình để cho mình thấy hấp dẫn thôi, chứ thực tế ra là cũng không phải là giảm nhiều. Trước phản hồi về việc giao hàng lâu, phóng viên đã gặp một số chủ shop bán hàng qua các sàn thương mại điện tử để tìm hiểu. Đại diện chủ hàng cho biết, bên vận chuyển khá nhiều lần chậm lấy hàng, giục bên vận chuyển nhưng họ vẫn chậm trễ. Hàng tồn đọng, chủ shop có lúc phải tự đưa hàng đến bưu cục. Bất cập vì tất cả các đơn vị vận chuyển đều không được ship nhiều, được lấy nhiều nữa, mà chủ yếu đều là shop express lấy thôi. Nên là thành ra là delay rất là lâu. Bất cập là ở cái vấn đề đấy. Vì như mình bán hàng thì kho bên Shopee rất là gần thôi, nhưng mà lấy hàng thì rất là lâu. Nó sẽ kéo dài cái thời hạn mà khách lấy hàng rất là lâu luôn ấy. Để việc ví dụ như mà khách thanh toán qua ví điện tử thì khách sẽ bị giữ tiền lại. Từ những các tình huống éo le xảy ra, các chủ hàng cũng ngần ngại trong việc tham gia các chương trình giảm giá hay bán hàng qua các khâu trung gian. Còn đối với khách hàng, họ cũng sẽ dần mất niềm tin vào các thông tin quảng cáo đính kèm với chữ sale. Giai đoạn 2021-2025, Hòa Bình đẩy mạnh tái cơ cấu hướng tới nền nông nghiệp sạch, chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ có giá trị tăng lớn và nông nghiệp bền vững. Thời gian qua, Hợp tác xã Mường Động, huyện Kim Bôi đã thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả có múi tại các xã Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Bình Sơn với quy mô 125 ha. Sản phẩm được liên kết với Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Nông sản số 1 Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chuẩn Nông Việt Nam. Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 12,8 tỷ đồng. Khi tham gia dự án này, người nông dân có đất được tham gia tập huấn miễn phí. Khi trở thành các thành viên của hợp tác xã, được đơn vị cung cấp giống cây trồng, kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn, quy trình Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Không sử dụng thuốc diệt cỏ trên vườn. Thứ hai là các cái khi phun là mình đủ thời gian cách ly mới được thu hái. Và khi xuất ra thị trường là trong cái ban quản lý chất lượng của hợp tác xã đến kiểm tra được thì mới xuất ra khỏi vườn. Hiện nay nhiều đơn vị hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai phát triển nông nghiệp với xu hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng vào các mô hình như trồng rau hữu cơ, cây có múi, chăn nuôi. Đây là những chuỗi giá trị liên kết từ nông dân đến doanh nghiệp thông qua kết nối của các hợp tác xã và tổ hợp tác theo phương thức doanh nghiệp chịu trách nhiệm cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, phòng trừ dịch hại tổng hợp và bao tiêu đầu ra của sản phẩm. Từ nay đến cuối năm để làm sao được là cái sản phẩm nông sản ra là vừa phải đảm bảo được là an toàn thực phẩm, vừa phải đảm bảo được cái dịch bệnh và tiêu thụ được không những cái thị trường trong nội tỉnh mà tiêu thụ được ở các cái thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Mặc dù là dịch bệnh xảy ra nhưng mà sản phẩm nông sản Hòa Bình là cái tình hình tiêu thụ vẫn cứ được diễn ra khá thuận lợi nhờ cái sự vào cuộc tích cực của các sở ngành và sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân tỉnh. Tỉnh Hòa Bình đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thông minh, qua đó nhằm xây dựng chuỗi các sản phẩm nông sản địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 104 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại 10 huyện thành phố, trong đó đầu tư đối với nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 25-30%, tập trung chủ yếu ở 3 lĩnh vực được ứng dụng các mô hình thông minh là trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Điển hình như phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ tưới nhỏ giọt, phát triển cây ăn quả theo hướng Việt Gáp. Nhờ đó, nhiều sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp được dán tem truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, một ngư dân người Quảng Ngãi đang đánh bắt cá tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bị uốn ván cấp. Ngư dân này vừa được tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng tổ bay của công ty trực thăng miền Nam binh đoàn 18 đưa về đất liền điều trị bằng trực thăng EC-225 số hiệu VN-8620. Bệnh nhân là anh Huỳnh Nhâm, sinh năm 1974, ngư dân trên tàu cá QNG-95454. Bệnh nhân được cấp cứu ở bệnh xá đảo Song Tử Tây với chuẩn đoán là uốn ván ngoại khoa mức độ nặng, đường vào từ vết thương mặt trước cẳng chân trái. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính rất nguy hiểm. Nhận thấy tình huống cấp bách, bệnh viện được các bác sĩ ở đảo Song Tử Tây xử lý vết thương ban đầu.
sau đó được vận chuyển về đất liền bằng máy bay trực thăng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết riêng về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quyết tâm cao và lộ trình rõ ràng, được kỳ vọng như một làn gió mới để thực hiện công tác này. Theo thống kê, tới năm 2020, thành phố Hà Nội có gần 1.600 nhà chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960 đến 1994 và trước năm 1954. Đến nay, qua nhiều thập kỷ, hầu hết các chung cư này đã quá niên hạn sử dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện cải tạo, xây mới chung cư cũ hoàn thành mới đạt 19 dự án, 14 dự án đang triển khai. Trước vấn đề cấp bách, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất các giải pháp trọng tâm được chia thành nhiều giai đoạn và mốc thời gian cụ thể. Trong đó, chi khoảng 500 tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư, lựa chọn ban đầu 10 khu chung cư cũ về xem xét triển khai đề án, dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Kế hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trong tháng 12 năm 2021, ban hành kế hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên cơ sở kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ. Nội dung kế hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được thực hiện với quan điểm toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm, bao gồm lập danh mục chung cư cũ cần thực hiện cải tạo xây dựng lại đồng bộ gồm 3 nhóm: nhóm các dự án đang triển khai chuyển tiếp từ giai đoạn trước năm 2021, nhóm dự kiến khởi công xây dựng lại trong giai đoạn 2021 đến năm 2025. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng xác định công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ lớn, cấp bách, cần rốt ráo thực hiện để đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, nhận định các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ có khối lượng rất lớn, liên quan tới sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành. Đồng thời, sự cần thiết chính sách ưu đãi khuyến khích các nhà đầu tư tham gia cải tạo xây mới chung cư cũ. Thành phố Hà Nội là địa phương có tỷ lệ chung cư cũ nhiều nhất cả nước. Và nay, hạ tầng của nhiều khu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Sự vào cuộc gấp rút của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, ổn định tình hình và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tháng 8 năm 2018, khi tiến hành cải tạo nâng cấp đường ngõ xóm, các hộ dân xóm Trúc, thôn Phú Oanh đã có mâu thuẫn với một gia đình có diện tích đất chiếm phần lớn chiều dài ngõ xóm. Tranh chấp liên quan đến đất đai đã làm ảnh hưởng đến tình cảm hàng xóm láng giềng và tình hình trật tự của thôn. Khi không tìm được hướng đi chung, cả hai bên đều có đơn khiếu nại gửi chính quyền địa phương. Vụ việc sau đó đã được tổ hòa giải của thôn Phủ Anh đến vận động giải thích, giúp cả hai bên thấu tình đạt lý, không phải đưa ra pháp luật, giữ được tình làng nghĩa xóm. Bây giờ thì cũng rất là khúc mắc, cả xóm ra đấu tranh mà. Thế nhưng khi chính quyền thôn và địa chính đến hòa giải thì đã trở lại bình thường, nói chuyện lại bình thường, vui vẻ, thì cái điều đó làm mình cho mình rất là vui. Làm công tác hòa giải, mình trước tiên phải thấu hiểu giữa hai bên, chia sẻ với hai bên, đồng cảm với người ta, thì khi đó người ta mới hợp tác với mình. Và cái thứ hai nữa là phải phối hợp khối đại đoàn kết các ngành đoàn thể vào cuộc để giải thích cho người ta những cái vấn đề người ta bức xúc, người ta đề xuất. Đầu năm 2021, mâu thuẫn do chưa thống nhất trong sử dụng tiền công đức chùa Kim Phương giữa các thành viên ban quản lý cũ và ban quản lý mới cũng đã được tổ hòa giải thôn Kim Phương hòa giải thành công. Phát huy vai trò của các tổ hòa giải, từ năm 2018 đến nay, 3 tổ hòa giải thôn của xã Minh Tiến đã chủ động giải quyết được 11 vụ mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong cộng đồng, cấp xã giải quyết được 3 đơn thư khiếu nại, không có tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Riêng năm 2019, cả xã không có mâu thuẫn tranh chấp. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền xã Minh Tiến luôn quan tâm tới việc tiếp dân, đối thoại với người dân để giải quyết triệt để các vấn đề dư luận và nhân dân bức xúc. Ban chấp hành đảng ủy xã luôn có quan điểm là chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cũng như chính quyền làm tốt công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời và nhanh chóng, chính xác, đảm bảo công bằng. Thì các cái vụ việc ở trong nhân dân thì chủ yếu là một số cái vụ việc nhỏ, mỗi một năm thì cũng xảy ra khoảng ra 10 vụ. Thế nhưng mà đều được các tổ hòa giải giải quyết tới dứt điểm ở các thôn. Bên cạnh đó, xã cũng thực hiện nghiêm các quy định trong thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, săn lấp ao hồ trong làng, đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra trộm cắp, để các hộ dân không tì vào các sai phạm dẫn đến khiếu kiện kéo dài và vượt cấp.
Chương trình Nhìn từ Phú Yên hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.